Lãnh chúa toàn dân điểm danh nhận giảm giá thần khí chương 204, tử mẫu phù thuẫn. Tùng mi Cấp độ, level 1 Tiềm lực, siêu phàm, có thể thăng cấp đến level 59. Nghề nghiệp, ẩn sĩ sung viên Kỹ năng, hồn tự nhiên, sinh trưởng mãnh liệt, lục quan phì nhiêu. Châm ngôn, mưa, ánh mặt trời, bùng đất. Ca ngợi sinh mệnh. Vận khí cũng không tệ lắm. Bên trong 10 tên ẩn sĩ sung viên xuất hiện một tên đơn vị anh hùng. Đối với binh chủng cấp bậc hoàng Mỹ thì xác suất xuất hiện đơn vị anh hùng nhất định thấp hơn so với binh chủng siêu phàm. Tuy tiềm lực của Tùng Mi chỉ có siêu phàm nhưng không phải là không có hy vọng tiến thêm một bước. Khí tức yếu đuối Ngay khi Hoàng Vũ kiểm tra bản thông tin của ẩn sĩ Sung Vin thì Tùng Mi nhận ra được huyết tinh thảo trên bàn. Hắn cúi đầu ngửi 10 túi hạt giống huyết tinh thảo, sau đó nói với Hoàng Vũ. Đại nhân, hãy giao những đứa bé non nớt này cho chúng ta đi, chúng ta sẽ giúp mỗi một hạt đều có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Nghĩ đến năng lực của ẩn sĩ Sung Vin, Hoàng Vũ nhanh chóng đồng ý lời thỉnh cầu của Tùng Mi, cho phép mỗi người trong bọn họ cầm một túi hạt giống huyết tinh thảo rời khỏi đại điện hỏa chủng. Cùng lúc đó, Sê-Linh phong trần mệt mỏi chạy tới. Hoàng Vũ nhìn thấy cô thì lập tức mở thương thành hỗn độn ra, tìm tòi quyển trục nghề nghiệp chính vụ viên. Có thanh toán 75.000 hồn tinh mua 10 quyển trục nghề nghiệp cấp bậc hiếm có, quyển trục nghề nghiệp chính vụ viên không? Có, không. Có. Hoàng Vũ nhấn xác nhận, 10 quyển sách lập tức xuất hiện ở trên bàn. Đại nhân, ta tới lấy quyển trục. Sê-linh nhìn thấy một chồng quyển trục trên bàn, vội vàng chộp lấy rồi lại vội vàng rời khỏi. Không biết là bởi vì quá bận hay là sợ Hoàng Vũ lại thêm việc cho cô. Hoàng Vũ nhìn trong tay còn lại 270.000 hồn tinh, hắn mở ra nền tảng giao dịch, chuẩn bị đi đào một ít vật liệu. Buổi chiều Hoàng Vũ, Celine, Du An và 10 tên chính vụ quan mới chuyển chức đang thảo luận làm thế nào để kiến thiết trật tự mọi mặt trong thành Hoàng Vũ. Trúc Linh tạm thời không làm ra được thẻ tài chính, vì vậy trước mắt chúng ta hãy lựa chọn chất liệu thích hợp, sau đó quyết định hình thức và các loại hạng mức của tiền tệ. Selin, Đợi lát nữa ta sẽ bàn riêng với ngươi về chức cấp và tước hàm, thành lập giai cấp quý tộc không phải là điều ta muốn. Nội dung trong pháp điển quá ít, quá ngắn gọn, mặt khác phụ cụ. Quản lý hôn nhân nơi này, chú ý điểm danh lãnh dân. Trật tự kinh tế, trật tự chính trị, đạo đức luân lý, trật tự sinh hoạt hàng ngày. Mỗi một thứ đều phải thật cẩn thận. Mặc dù Celine có một hệ thống quản lý khá hoàn thiện, nhưng suy nghĩ của cô và Hoàng Vũ lại có mâu thuẫn ở rất nhiều phương diện. Dù sao thì môi trường sinh hoạt trước đây của hai người không giống nhau. Sau khi hội nghị kết thúc, Hoàng Vũ trò chuyện riêng với Celine. Ánh mắt xẹt qua ngực của đối phương, Hoàng Vũ nhìn thấy bên dưới xương quai xanh tinh xảo của xuất hiện hai vệt hoa văn màu đen đối xứng, tò mò hỏi. Celine, ngươi tìm ai làm hình xăm thế? Không phải hình xăm. Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Vũ, vẻ mặt của Selin lập tức suy sụp, vuốt hoa văn màu đen bên dưới xương quai xanh, cao mày trả lời. Nha đầu A Huệ nghiên cứu ra một loại ma dược có thể phóng thích hơi nước. Hai ngày nay làn da của ta hơi khô, vì vậy ta bôi một chút. Ai ngờ đâu nó lại là đồ giỏm, bây giờ rửa không sạch, ô ô ô. Ta chỉ có thể bôi thêm một chút để trông đẹp hơn. Sau khi nói xong, Celine còn thôi thúc hai vệt hoa văn màu đen kia giống như máy tạo độ ẩm không khí, hơi nước nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ những hoa văn đen kia, bao phủ lấy khuôn mặt của Celine, nhìn qua khá là quỷ dị. Hoàng Vũ nín cười, an ủi. Không có chuyện gì, rất xinh đẹp. Chẳng phải nó cũng có tác dụng dưỡng ẩm sao? Ai? Đại nhân à, có lẽ ngươi thật sự nên tìm một người bầu bạn. Celine lắc đầu, tạm biệt Hoàng Vũ rồi vội vàng rời khỏi, để lại một Hoàng Vũ của mình với đầu óc mơ hồ tại sao đột nhiên lại khuyên ta tìm người bầu bạn ken viện nghiên cứu ma văn ngài nhận được hai tên ma văn cấu trang sư cấp chuyên gia ken viện nghiên cứu ma văn ngài nhận được một thợ rèn cấp đại sư vào lúc này từng tin nhắn đến từ viện nghiên cứu ma văn truyền đến hoàng vũ lập tức ném chuyện vừa rồi ra sau đầu với sự hỗ trợ của nguyên tố phong bay về phía viện nghiên cứu ma văn hai tên ma văn cấu trang sư mới lên cấp chuyên gia là thương vân và mậu bình đồng thời cũng chính mậu bình thăng lên thợ rèn cấp đại sư mà bọn họ có thể đột phá đến ma văn cấu trang sư cấp chuyên gia cũng mang ý nghĩa có ma văn cấu trang cấp bậc hiếm có mới được sinh ra sau khi đi vào trung tâm nghiên cứu ma văn hoàng vũ chỉ nhìn thấy thương vân không thấy mậu bình đâu cả vì thế hỏi thương vân mậu bình đi đâu rồi đại nhân ngài đã tới sau khi nhìn thấy Hoàng Vũ, Thương Vân lập tức hành lễ, trả lời. Mậu Bình đã đến Tường Thần Cấm để thí nghiệm Ma Văn Cấu Trang. Thí nghiệm thứ gì mà cần phải đến Tường Thần Cấm? Hoàng Vũ gật đầu, cười nói với Thương Vân. Ngươi lên Ma Văn Cấu Trang sư cấp chuyên gia à? Đúng thế. Trong giọng nói của Thương Vân khó nén sự hưng phấn, nhưng mà trên nét mặt của hắn lại có chút đáng tiếc, nói với Hoàng Vũ. Mời đại nhân đi theo ta ta muốn giới thiệu tử mẫu phù thuẫn cho ngài tử mẫu phù thuẫn đây chính là ma văn cấu trang mà thương vân nghiên cứu chế tạo ra sao hoàng vũ đi theo thương vân tới khu thí nghiệm nơi này còn có hai tên ma văn cấu trang sư cấp học đồ nam ma văn cấu trang sư đeo một khối kim loại đen thui trước ngực hình như là hộ tâm kính mặt trên có mạch kính ma văn hợp quy tắc nữ ma văn cấu trang sư thì lại cầm gậy gỗ vung lên công kích nam ma văn cấu trang sư có điều mỗi lần cô quơ đánh gậy gỗ đều sẽ bị chặn lại giữa chừng bởi một tấm thuẫn màu đen với đường kính khoảng nửa mét đại nhân đây chính là tử mẫu phù thuẫn thương vân giới thiệu với giọng điệu tiếc nuối mặc dù nó là ma văn cấu trang cấp bậc hiếm có nhưng ở trong kế hoạch của ta thì đây chỉ là một món bán thành phẩm mà thôi tử mẫu phù thuẫn do tử thuẫn và mẫu thuẫn tạo thành ta vốn dĩ muốn chế tạo tử mẫu phù thuẫn có năng lực tự động chặn lại công kích nhưng mà hiện tại lại không có chút manh mối nào. Hiện tại tử thuẫn ngăn cản công kích còn cần người khống chế mẫu thuẫn mới được. Thành thật thì tử mẫu phù thuẫn hiện tại còn không thuận tiện bằng việc sử dụng phi thuẫn thuật của người làm phép. Hắn vừa dứt lời, mọi người lại nhìn thấy tên nam cấu trang sư phản ứng chậm một chút, bị nữ cấu trang sư gõ vào đầu. Hoàng Vũ thấy vậy có chút thất vọng. Chức năng của tử mẫu phù thuẫn rõ ràng có chút vô bổ, trên chiến trường, chiến sĩ không có nhiều thời gian để phân tâm điều khiển một khối phù thuẫn hắn mở ra bản thông tin của tử mẫu phù thuẫn kiểm tra thông tin cụ thể của vật phẩm này ma văn cấu trang tử mẫu phù thuẫn phẩm chất hiếm có giới thiệu trang bị đây là tác phẩm của thương vân ma văn cấu trang sư cấp chuyên gia thợ rèn cấp đại sư thuộc viện nghiên cứu ma văn của hoàng vũ nó được tạo thành từ mẫu thuẫn hộ tâm kính và tử thuẫn người sử dụng cầm mẫu thuẫn sau khi kích hoạt ma văn thì tử thuẫn sẽ vờn quanh người sử dụng, vừa có thể dùng để phòng ngự công kích của kẻ địch vừa có thể khống chế tấm khiên để thống kích kẻ địch. Chú thích, hiện nay chỉ có thể khống chế một món tử thuẫn và chỉ có thể lơ lửng trong phạm vi 2 mét. Chờ đợi một hồi lâu, Hoàng Vũ lại không nhận được tin tức thu nhận của thương thành hỗn độn. Xem ra thứ này có thể được đánh giá là ma văn cấu trang cấp bậc hiếm có chỉ là bởi vì vật phẩm này yêu cầu kỹ thuật tương đối cao, còn có không gian khai phá không nhỏ hiện tại thì giá trị chức năng thực tế vẫn còn tương đối hạn chế. Hàng huyên với thương vân một hồi, Hoàng Vũ lập tức bay về phía ngoại thành. Mới vừa bay lên tường thần cấm, hắn đã nghe được một tiếng hí sắc bén trong không khí. Trong tầm mắt Hoàng Vũ hiện ra một đạo tàn ảnh, lập tức hắn đã tạo nên tảng lớn bùng đất ở một vị trí ngoài 1.000 mét. Xem ra uy lực cũng coi như không tệ. Cảm khái một tiếng, Hoàng Vũ rơi vào trên tường thần cấm, nhìn thấy vài tên cấm vệ ngự lâm đang điều khiến một chiếc xe giống như cái nỏ phiên bản phóng to. Mà Mậu Bình thì lại ở bên cạnh chỉ huy, ghi chép. Hoàng Vũ điều ra bản thông tin của Mậu Bình. Thợ rèn, Mậu Bình. Cấp độ, cấp đại sư. Lĩnh vực am hiểu, vũ khí loại cung nỏ. Nghề phụ, ma văn cấu trang sư, cấp chuyên gia. Tiềm lực, có xác suất 6% thăng cấp thành thợ rèn cấp thánh, có xác suất 0.01% thăng cấp thành thợ rèn cấp thần. Sau khi Mậu Bình lên cấp thợ rèn cấp đại sư, Ma Văn Cấu trang sư cấp chuyên gia thì số liệu gần như tương đương với Bách Lý, đồng thời cũng thu được một tia khả năng lên thợ rèn cấp thần. Mà xe bắn tên ở phía trên bức tường thần cấm này có lẽ là Ma Văn Cấu trang do hắn rèn đúc ra. Mậu Bình, đây chính là Ma Văn Cấu trang mà ngươi rèn đúc ra sau khi lên cấp cấp chuyên gia sao? Hoàng Vũ xoa xoa xe bắn tên gác ở trên tường thành. Tạo hình của chiếc xe bắn tên này nội liễm giống như tính cách của Mậu Bình, toàn thân đen kịch. Nhưng bộ phận chủ thể cũng không có chủ cung, trồng rọc, đồ vật kéo dây thừng, trái lại bị một kết cấu dáng ống dài màu ngâm đen thay thế, nhìn qua giống như là xe bắn tên kết hợp với pháo. Đại nhân, đây là xe bắn tên từ phù xoắn ốc. Sau khi nghe thấy Hoàng Vũ hỏi dò thì trên mặt Mậu Bình cũng lộ ra một chút thần sắc kích động, giải thích với Hoàng Vũ. Ta vẫn đang đau đầu về vấn đề làm sao để dây cung kết hợp với ma văn. Tư liệu ngài cho ta trong hai ngày nay đã mở ra dòng suy nghĩ của ta. Chỉ cần có thể cung cấp động lực, phóng ra mũi tên lên thì sẽ không nhất định dùng đến dây cung. Từ phù thiết dựa vào từ trường, có thể nâng một vật có khối lượng 500kg lơ lửng trên không? Vậy từ trường do nó sinh ra hoàn toàn có thể chuyển hóa thành động lực giúp mũi bắn mũi tên ra. Mậu Bình, Hoàng Vũ càng nghe càng cảm thấy có chút thái quá những nội dung này khá giống với pháo điện từ ở Lam Tinh mà hắn đọc được trước đó. Nghe thấy Mậu Bình nói xe bắn tên từ phù xoắn ốc mà hắn nghiên cứu phát minh ra là bắt nguồn từ tư liệu của hội chí lý. Trong đầu Hoàng Vũ đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Trí tuệ kết tinh ở Lam Tinh, không chỉ có máy chạy bằng hơi nước, động cơ đốt trong, súng ống. Ngoài ra còn có máy bay, mạng lưới, chip. Thậm chí, chân lý. Chính mình hoàn toàn có thể ở khu tiền thưởng của hội chí lý, tuyên bố treo thưởng cho nội dung liên quan. Cho dù hiện tại tuyệt đại đa số định luật khoa học trước đó đều không phù hợp ở đại lục hỗn độn, nhưng cũng có thể làm tư liệu tham khảo, giúp nhóm ma văn cấu trang sư mở ra dòng suy nghĩ. Lỡ như tương lai thật có thể làm được thì sao? Hoàng Vũ thu hồi suy nghĩ, kiểm tra thông tin của xe bắn tên từ phù xoắn ốc. Ma văn cấu trang, xe bắn tên từ phù xoắn ốc. Phẩm chất, hy hữu. Giới thiệu trang bị, đây là tác phẩm của mậu bình thợ rèn cấp đại sư thuộc viện nghiên cứu ma văn ma văn cấu trang sư cấp chuyên gia của hoàng vũ lợi dụng đặc tính của từ phù thiết trước khi phóng ra làm cho tiễn mâu đặc chế xoay tròn cực nhanh sau đó lấy tốc độ giống như điện quan hỏa thạch bắn ra sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ nhanh chóng xoay tròn phá tan phòng ngự của mục tiêu chú thích lúc phóng ra mũi tên không giống sẽ tạo ra hiệu quả cũng không giống đại nhân mũi tên đã được chuẩn bị ta sẽ biểu diễn một lượt cho ngài xem. Ngay khi Hoàng Vũ kiểm tra thông tin của xe bắn tên từ phù xoắn ốc, hai tên cấm vệ ngự lâm đã nhét một mũi tên dài dài 3 mét, có chứa hoa văn xoắn ốc, vào trong ống dài kia. Đây là một mũi tên đặc chế, bên trong có bổ sung tinh bạo thạch, tương đương với ma văn tinh bạo tiễn bản phóng to. Có điều nó bên ngoài của nó có từ phù thiết. Mậu Bình vừa giảng giải vừa điều chỉnh góc độ của xe bắn tên từ phù xoắn ốc, Nhìn dáng dấp mục tiêu hẳn là vùng đất trống ở ngoại thành, tòa núi nhỏ có quặng đá kia. Toàn bộ quá trình thao tác tương đối rườm rà. Chuẩn bị kỹ càng. Một lúc sau, Mậu Bình nhảy xuống xe bắn tên, gật đầu với hai tên cấm vệ Ngự Lâm. Một màn khiến Hoàng Vũ dở khóc dở cười xuất hiện. Hai tên cấm vệ Ngự Lâm giống như phát động máy kéo, nhanh chóng quay tay quay ở hai bên xe bắn tên từ phù xoắn ốc, mà Mậu Bình thì lại ở bên cạnh chỉ đạo. Bên trái nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Tốc độ này không đủ, các ngươi còn có thể tăng tốc không? Giữ nguyên tốc độ đó, rất nhanh sẽ cân bằng. Qua một hồi lâu, mậu bình mới đột nhiên kéo chốt bắn tên ra. Vù. Một đạo hắc quang bắn ra, gần như là sau một khắc đã đánh trúng đích ở ngọn núi nhỏ xa xa. Tuy mục tiêu có một chút lệch, nhưng cũng như kim nhỏ đâm vào miếng đậu hũ, không trở ngại chút nào chìm vào trong sau đó đùng mũi tên dài đi vào núi đá sau một khắc lập tức bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa lượng lớn vật liệu đá bị nổ thành mảnh vỡ bắn ra xung quanh mây khói ngập trời hình thành một đám mây hình nấm nhỏ chỉ là uy lực nổ tung đã có thể sánh ngang với xí liệt ma đạn được năng lượng hư không gia trì hai mắt hoàng vũ sáng ngời dùng nguyên tố phong bao lấy đám người mậu bình bay đến khu vực nổ tung vật liệu đá bên ngoài còn có thể hiện ra một ít mảnh vỡ. Thế nhưng trung tâm nổ tung thì vật liệu đá đã hoàn toàn hóa thành một phấn đen kịt mà như cũ vẫn còn lại hỏa diễm đang cháy. Không tệ. Hoàng Vũ than thở một tiếng, xe bắn tên từ phù xoắn ốc tuyệt đối là khắc tinh của một ít sinh vật da dày thịt béo. Nghe được Hoàng Vũ tán thưởng, Mậu Bình gãi đầu một cái, nói. Thật ra vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, thời gian chuẩn bị bắn quá dài, độ chính xác còn cần tăng cao, hình thể xe bắn tên cũng rất lớn, không tiện vận chuyển. Mậu Bình, ngươi đã làm rất tốt rồi. Hoàng Vũ vỗ vai Mậu Bình, biểu dương nói. Đương nhiên, đúng là cần phải tối ưu thêm nữa, nhưng ta cảm thấy, chờ ngươi tối ưu xong thì xe bắn tên từ phù xoắn ốc sẽ trở thành ma văn cấu trang cấp bậc trác Việt, thậm chí cấp bậc hoàng mỹ. Sở dĩ Hoàng Vũ nói như vậy là bởi vì hắn mới vừa nghe được thông báo thu nhận đến từ thương thành hỗn độn. Thương thành hỗn độn đánh giá xe bán tên từ phù xoắn ốc có giá trị thu nhận. Có giao kỹ thuật chế tạo xe bán tên từ phù xoắn ốc cho thương thành hỗn độn thu nhận hay không? Lãnh chúa sẽ có cơ hội nhận được 90.000 điểm kinh nghiệm, cùng với 8% lợi nhuận khi xe bán tên từ phù xoắn ốc được bán ra ở thương thành hỗn độn. Chú thích, lãnh chúa không cần cung cấp vật liệu rèn đúc trang bị, thương thành hỗn độn sẽ đăng bán thương phẩm xe bán tên từ phù xoắn ốc ghi nguồn gốc là do Viện Nghiên cứu Ma Văn của Hoàng Vũ chế tạo. Hoàng Vũ lựa chọn để thương thành hỗn độn thu nhận, sau đó trên người hắn hiện ra ánh sáng màu vàng nồng nặc. 90.000 điểm kinh nghiệm giúp cấp bậc của hắn tăng lên tới level 27, chỉ còn thiếu 1 phần 10 kinh nghiệm nữa là hắn sẽ có thể lên tới level 28. Đương nhiên muốn đột phá đến cấp 4 thì Hoàng Vũ còn cần thêm rất nhiều điểm kinh nghiệm mới được. Có điều, Ánh sáng màu vàng thăng cấp tảng đi chưa được bao lâu thì trên người Hoàng Vũ đã lại lần nữa dâng lên một trận ánh sáng màu vàng, cấp độ lập tức lên tới level 29. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Hoàng Vũ vô cùng nghi ngờ. Sau một khắc, hắn nhận được một thông báo nhắc nhở. Ken, chiến sĩ của ngài tiêu diệt lãnh chúa Hùng Nhân Tộc, ngài nhận được 60.000 điểm kinh nghiệm, 45.000 hồn tinh. Phía đông thành Hoàng Vũ, lãnh địa của Hùng Nhân Tộc. Đây là một lãnh địa cấp 3, xây dựng ở trên một sườn dốc thấp. Xung quanh có tường thành cấp bậc tinh xảo cao hơn 5 mét vần quanh, còn có mấy tòa tháp canh, nhìn qua phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong tường thành có không ít kiến trúc làm từ đá, bên trong cư trú hơn 1.000 hùng nhân tộc, cùng với lãnh chúa của chúng nó. Hùng nhân tộc lại bị gọi là biêu tộc, là một nhánh trong quần thể bán thú nhân. Chúng nó mọc ra rất nhiều lông, trên cơ thể có đặc điểm đặc biệt của loài gấu, mỗi người đều có hình thể khôi ngô, sức mạnh cường hãn. Dựa vào thân thể đặc biệt đó mà hùng nhân tộc lại bị phân chia thành nhiều loại nhỏ, hắc hùng nhân, mã hùng nhân, bạch hùng nhân, miêu hùng nhân, vân vân. Mà hùng nhân tộc nơi này chính là một đám mã hùng nhân. Giờ khắc này, mã hùng nhân còn lại bên trong lãnh địa hùng nhân tộc đã rơi vào trong tuyệt vọng và bi phẫn. Giết! Nhóm hùng nhân hãy đuổi những tên rác rưởi này ra khỏi lãnh địa của chúng ta. Cùng tiến lên, Nhất định phải giết tên kia, báo thù cho lãnh chúa đại nhân. Hùng nhân tộc không cho phép bất cứ ai lùi về sau. Hùng nhân vĩnh viễn không khuất phục. Vô số hùng nhân tộc gào thét rít gào, đánh về phía dũng sĩ Sparta đang từ tường thành nhảy vào. Trước đây không lâu, đám nhân loại kia đột nhiên vây quanh lãnh địa của chúng nó. Tuy có tường thành thủ vệ nhưng lãnh địa hùng nhân tộc vẫn bị luân hãm rất nhanh. Đám nhân loại kia thể hiện ra sức chiến đấu kinh người bọn họ dùng đoạn mâu và trường cung, áp chế chiến sĩ hùng nhân tộc trên tường thành và tháp canh. Sau đó giơ tấm khiên, áp sát tường thành, đưa mấy chục tên nhân loại càng mạnh mẽ hơn bước lên tường thành của chúng nó. Trên tường thành, chiến sĩ hùng nhân tộc nguyên bản là binh chủng cấp bậc hy hữu mạnh mẽ gầm lên dữ dội. Nhưng ở dưới thế công của nhân loại lại không hề có một chút sức chống đỡ lại. Trừ khuếch đại sức chiến đấu ra thì những nhân loại này lại đều mang theo hai trang bị cấp bậc tinh xảo trở lên mà thực lực của mấy chục tên nhân loại kia lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí mang theo trang bị cấp bậc hy hữu, thậm chí cấp bậc trắc việt. Đối mặt với một đám kẻ địch đáng sợ, các chiến sĩ hùng nhân tộc hoàn toàn bị đuổi xuống tường thành như bẻ cành khô. Lãnh chúa đại nhân anh dũng không sợ thấy vậy thì tự mình tiến lên ứng địch, cũng trực tiếp đối đầu với tên nhân loại cầm đầu kia. Vừa mới bắt đầu, lãnh chúa đại nhân còn đè lên đối phương đánh. Nhưng không ngờ lại, Nhân loại đê tiện vô liêm sĩ kia lại không để ý lưỡi búa lãnh chúa đại nhân chém tới, tình nguyện bị đứt một chân, cũng phải dùng trường mâu cấp bậc trác việc trong tay đâm xuyên qua đầu lãnh chúa đại nhân. Chỉ một đòn này, lãnh chúa đại nhân mà chúng nó kính nể và kính yêu đã mất đi sinh mệnh. Hùng nhân tộc vốn là chủng tộc tính cách táo bạo. Chúng nó là chiến sĩ trời sinh. Mỗi một tên hùng nhân, dù cho còn vị thành niên thì cũng có thể dựa vào một thân mang lực chế phục quái thú hoang dã cấp 1 nhìn thấy lãnh chúa chết rồi chúng nó không chỉ không có ý sợ hãi trái lại càng thêm phẫn nộ gào thét muốn giết sạch nhân loại đánh vào lãnh địa đây là thời khắc tồn vong của chủng tộc không có một tên hùng nhân nào có thể không đếm xỉa đến nếu như không thể đuổi hết kẻ địch ra ngoài thì đồ đằng tổ tiên sẽ không chọn ra lãnh chúa thừa kế kết thúc cuộc chiến đấu này cho dù chúng nó thoát chết thì cũng sẽ bị trở thành người lưu lạc huống chi hiện tại chúng nó đã bị chiến sĩ loài người vây quanh thế nhưng một màn sau đó đã khiến những hùng nhân tộc này bị sợ mất mật gấu tổ tiên lại lên mau nhìn nhân loại kia không phải chân hắn đã bị lãnh chúa đại nhân chém đứt sao quái vật hắn là quái vật chân chính thế phản kích của thú nhân hơi ngưng lại chúng nó nhìn atari còn hoảng sợ hơn nhìn thấy chính lãnh chúa mình hóa thành vong linh atari chống trường mâu trên mặt không hề có chút cảm xúc nhìn hùng nhân tộc vọt tới Vài tên xa ta anh hùng giúp hắn chống đỡ kẻ địch đập tới. Mà hắn thì lại chờ đợi chân phải mới vừa bị chém đứt lần nữa mọc ra. Quá trình chân phải bị chặt đứt, sau đó trọng sinh hết sức thống khổ, nhưng con mắt của Atari lại không chớp một cái, ý chí của hắn chưa bao giờ bị lay động vì đau đớn. Hơn 20 giây sau, chân phải của Atari đã hoàn toàn khôi phục. Hắn dậm chân một cái, cảm nhận chân phải mới của mình một chút sau đó từ chân gãy đã khô quắc trước đó gỡ chiến hoa cấp bậc trác việc do thương vân tự mình chế tạo ra, lại lần nữa mặc vào. Sau đó, Atari nhất trường mâu lên, đi về hướng hùng nhân tộc đang lộ ra ánh mắt sợ hãi. Quả nhiên, giết chết dị tộc có thể làm cho ta càng trưởng thành nhanh hơn, ngay cả tốc độ tự lành cũng tăng lên không ít. Sau khi giết chết lãnh chúa hùng nhân tộc cấp 3, Atari đã trực tiếp thăng lên cấp 2. Cảm nhận năng lượng trong thân thể, Ateri lộ ra nụ cười về hướng hùng nhân tộc giống như tử thần. Vì lãnh chúa đại nhân, để cho các ngươi xuống địa ngục thoải mái chút đi. Lãnh chúa nhận được 1236 điểm kinh nghiệm, 130 viên hồng tinh. Lãnh chúa nhận được 750 điểm kinh nghiệm, 80 viên hồn tinh. Lãnh chúa nhận được 1098 điểm kinh nghiệm, 100 viên hồn tinh. Lãnh địa của Hoàng Vũ. Nhìn không dừng thông báo nhắc nhở nhảy ra. Hoàng Vũ kinh ngạc qua đi đã lập tức hiểu rõ, chính là anh hùng dưới trướng hắn đã giao chiến với chủng tộc hùng nhân tộc rồi. Hơn nửa ngày đầu tiên đã đánh giết lãnh chúa của đối phương. Sẽ là Atari hay là Brianna? Hoàng Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi suy tư. Sáng sớm hôm nay, Brianna và Atari phân biệt mang theo dũng sĩ dưới trướng ra ngoài chiến đấu, nhắc tới các dũng sĩ cấp độ cao. Nữ chiến sĩ Amazon đi hướng cửa nam, đi khu vực phía tây nam quen thuộc. Mà dũng sĩ Sparta thì lại được Atari dẫn dắt đi về phía đông. Mà khu vực phía đông là nơi mà thành hoàng vũ ít thu được tình báo nhất. Trước đây dũng sĩ Sparta đều chỉ hoạt động ở vùng phía tây và khu vực phía bắc của thành hoàng vũ, rất ít đi nơi đó. Thủy tinh truyền tấn chấn động, Brianna báo cáo lại vị trí của mình. Mà Atari còn chưa trả lời. Hẳn là dũng sĩ Sparta. Chỉ là không biết tình hình trận chiến bây giờ ra sao rồi. Hơn một ngàn dũng sĩ Sparta nổi giận, Bạch Long Ostra còn chưa được hưởng dụng mà những hùng nhân tộc này đã chịu trận trước rồi. Nhìn điểm kinh nghiệm và số lượng hồn tinh liên tục tăng lên. Hoàng Vũ bắt đầu chờ mong hàng giảm giá ngày mai. Tuy ngày hôm nay, trang bị của Viện Nghiên cứu Ma Văn còn phải dùng để vũ trang cho dũng sĩ dưới trướng, không thể thông qua thương thành Hoàng Vũ bán ra kiếm lấy hồn tinh. Thế nhưng việc sau khi biêu tộc, hắn sẽ có thể có thêm mấy trăm ngàn hồn tinh. Nếu như ngày mai có vật phẩm cao cấp giảm giá thì hắn có thể thử mua một ít. Còn về quyền hành của lãnh chúa hùng nhân tộc. Chiến đấu còn chưa kết thúc, âm thanh thông báo kinh nghiệm và hồn tinh còn đang không ngừng nhảy ra, Hoàng Vũ đang suy tư phương thức xử lý quyền hành của lãnh chúa hùng nhân tộc. Quyền hành của lãnh chúa bán thú nhân chủng tộc đều là đồ đằng tổ tiên. Trước đó thôn vệ đồ đằng tổ tiên của Sài Lan Nhân, mở khóa thương phẩm bên trong, trừ binh chủng xài lan nhân ra thì các loại trang bị, quyển trục và thương phẩm khác đều là đồ thông dụng của chủng tộc bán thú nhân. Lại thông vệ đồ đằng tổ tiên của một chủng tộc bán thú nhân, giống như cũng không phải quá có lời. Nếu như phân giải thì sẽ có được lượng lớn hồn tinh. Nếu như đồng hóa, sẽ có được hỏa chủng phụ, mở ra lãnh địa mới. Phân giải và đồng hóa. Lựa chọn nào mới là tốt nhất đây? Quân đội của ngài đã chiếm lĩnh lãnh địa hùng nhân tộc, cũng tìm được quyền hành lãnh chúa của hùng nhân tộc, đồ đằng tổ tiên. Có chiếm lĩnh hay không? Có, không. Chiến đấu kết thúc. Nhìn thấy thông báo nhắc nhở, Hoàng Vũ thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì từ chỗ điện anh Linh không truyền đến thông báo kích hoạt anh Linh hồn ấn, cũng mang ý nghĩa lần chiến đấu này cũng chưa xuất hiện nhân viên tổn hại. Có điều. Đồng hóa hay là phân giải thì phải làm cho hắn suy nghĩ một hồi. Đồ đằng tổ tiên lại không thể chuyển về, đặt ở nơi đó thì không ai trông coi, Hoàng Vũ lại lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại dùng loại phương thức nào chiếm lĩnh mới có thể đem lại lợi ích sử dụng tốt nhất đây? Hoàng Vũ suy tư, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Có thể dùng hỏa chủng đồng hóa trước, tùy tiện tìm một chỗ thu xếp, qua một thời gian ngắn đến lúc không cần nữa thì mới phân giải nó hay không? Vừa có suy nghĩ này, Hoàng Vũ đã nhận được thông tin phản hồi. Hỏa chủng phụ sinh ra sẽ là hỏa chủng cấp 1, phân giải thu hoạch hồn tinh chỉ nhận được một bộ phận năng lượng của hỏa chủng, tương ứng với một nghìn hồn tinh. Phương pháp có thể được. Chỉ là ít lợi quá thấp. Lúc trước, khi Hoàng Vũ bất ngờ phá hủy quyền hành lãnh chúa của tộc Nevin, cây đa Nevin thì ít nhất còn cho 10.000 hồn tinh, cộng thêm 100.000 điểm kinh nghiệm. Vậy nếu trực tiếp phân giải đồ đằng tổ tiên thì ta có thể có được bao nhiêu hồn tinh và kinh nghiệm? Phân giải quyền hành lãnh chúa sẽ không nhận được kinh nghiệm, Số lượng hồn tinh thu hoạch được có quan hệ với kiến trúc lãnh địa, số lượng, cấp bậc và cấp độ của tài nguyên khoáng sản. Thì ra là như vậy. Hoàng Vũ hiểu ra, phân giải quyền hành lãnh chúa cũng chính là quy đổi tài nguyên của lãnh địa đó thành hồn tinh. Chỉ có điều, quá trình này cũng sẽ có một chút tổn thất, nhưng ít lợi tuyệt đối cao hơn so với trực tiếp phá hủy quyền hành lãnh chúa nhiều. Sau khi hiểu rõ khác biệt trong này, Hoàng Vũ không do dự, lập tức lựa chọn phân giải quyền hành lãnh chúa. Hiện tại, quản lý Thành Hoàng Vũ thôi đã hỏng bét lắm rồi, hắn làm gì có tinh lực đi quản lãnh địa thứ hai. Tuy rằng đã là lãnh địa cấp 4, diện tích nội thành có 25 km vuông. Nhưng hiện nay, ảnh hưởng của Thành Hoàng Vũ còn không cách nào phóng xạ đến Hải vực phía nam và Thảo Nguyên phía đông bắc. Chớ nói chi là rừng rậm sâu xa vô tận và vùng núi hoang vu ở phía đông xa xôi. Chờ hắn đặt chân đến những khu vực đó thì mới là lúc mở lãnh địa thứ hai mời ngài lựa chọn phương thức chiếm lĩnh. Kế thừa, thôn vệ, phân giải, đồng hóa. Phân giải. Đang tiến hành phân giải. Đã phân giải tất cả đơn vị kiến trúc của lãnh địa hùng nhân tộc, lãnh chúa nhận được 286.500 hồn tinh. Tất cả khoáng sản của lãnh địa hùng nhân tộc nhận được 230.780 hồn tinh. Đã phân giải quyền hành lãnh chúa lãnh địa hùng nhân tộc cấp 3, lãnh chúa nhận được 100.000 hồn tinh. Phân giải hoàn thành Nhìn thấy một thông báo phân giải cuối cùng Trong lòng Hoàng Vũ đau xót Hắn nhớ tới cây đa Nevin trước kia Lúc trước Một xạ tuyến tan rã hư không trực tiếp Làm cho cây đa Nevin tan rã thành bụi Cuối cùng hắn chỉ lấy được 10.000 hồn tinh tới tay Phân giải quyền hành lãnh chúa cấp 1 Sẽ nhận được 1.000 hồn tinh Cấp 3 sẽ nhận được 100.000 hồn tinh Vậy thì cấp 2 vừa vặn chính là 10.000 hồn tinh tới tay Tộc Nevin là lãnh địa cấp 2 bên trong còn có không ít tài nguyên, nếu như chiếm lĩnh bình thường thì sẽ thu được càng nhiều. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thu được thêm 100.000 điểm kinh nghiệm. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Nhìn trong trương mục có thêm hơn 600.000 hồn tinh, Hoàng Vũ có chút không hài lòng lắm. Lãnh địa hùng nhân tộc cấp 3, tổng cộng phân giải ra hơn 600.000 hồn tinh. Xem ra, lãnh địa của hùng nhân tộc kia thực lực cũng là bình thường thôi thành hoàng vũ tùy tiện phân giải một kiến trúc siêu phàm thì giá trị cũng đều từ một triệu hồn tinh trở lên. Trên thực tế, lấy thành hoàng vũ đi so sánh với lãnh địa khác thật sự là không cân bằng. Lãnh địa hùng nhân tộc cũng có một kiến trúc binh chủng hy hữu, có tường thành cấp bậc tinh xảo dài 4.000 mét, ngoài ra còn có một ít tài nguyên khác. Đặt ở trong lãnh chúa nhân loại cũng thuộc mức trung bình. Hơn nữa, Hoàng Vũ quên tính đến trước đó đánh giết binh chủng thu hoạch hồn tinh, chỉ riêng số hồng tinh này thôi đã nhiều đến mấy trăm ngàn. Ngoài ra, dũng sĩ Sparta còn cướp đoạt trang bị, tài liệu và các loại tài nguyên từ lãnh địa hùng nhân tộc, những cái đó cũng coi như là một bút hồn tinh không nhỏ. Nếu như lãnh địa hùng nhân tộc thật sự có thể phân giải ra mấy triệu hồng tinh thì không phải hơn một ngàn dũng sĩ Sparta có thể tiêu diệt toàn bộ dễ dàng như vậy. Hồng tinh mới vừa hơn một trăm ngàn, ngày mai chinh phạt Bạch Long Ostra còn có thể kiếm lại một ít phải xem giảm giá thần khí ngày mai có ra sức hay không. Hoàng Vũ chưa hết thòng thèm, lấy ra thủy tinh truyền tấn. Vừa rồi thủy tinh truyền tấn chấn động nhiều lần, hẳn là bên phía Atari gửi tới tin tức. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta mới vừa phát hiện một lãnh địa của dị tộc, đã tiện tay diệt. Trạng thái của các dũng sĩ đều duy trì rất tốt, chỉ có một số người chịu chút vết thương nhẹ. Chúng ta dự định tiếp tục tăng cấp ở gần đó, tối về sẽ mang theo chiến lợi phẩm cùng trở về tiện tay diệt hoàng vũ khẽ cười một tiếng nhắn lại một câu biết rồi sau đó mở video miêu sa gửi tới ra ở trên sườn dốc kiến trúc lãnh địa của hùng nhân tộc đã hoàn toàn biến mất không phải sau khi hoàng vũ thôn vệ quyền hành lãnh chúa mà sụp xuống trở thành phế tích mà là bị bỗng dưng xóa đi nếu như không phải thi thể tứ tán các nơi thì e là không ai có thể nhìn ra nơi này đã từng tồn tại một lãnh địa sau khi kiến trúc biến mất thì vật phẩm chứa đựng ở trong kiến trúc đó cũng rải rác ở các nơi. Lúc này, một phần dũng sĩ StaTA còn đang thu thập những tài liệu đó. Còn có một chút thì lại đang thu dọn trang bị của chiến sĩ hùng nhân tộc. Hình thể hùng nhân tộc lớn hơn nhân loại nhiều, còn khôi ngô hơn cả sài lan nhân. Cho nên phần lớn những trang bị này không cách nào cung cấp cho nhân loại sử dụng. Có điều lấy về cải tạo một hồi, phóng tới thương thành hoàng vũ thì cũng có thể kiếm lời một bút hồn tinh màn đêm thăm thẳm. Dũng sĩ Sparta mới dưới ánh trăng màu tím bao phủ xuống, trở về thành hoàng vũ. Sau khi tiêu diệt một lãnh địa hùng nhân tộc, hầu như tất cả đơn vị anh hùng đều lên tới cấp 2. Cấp độ của một ngàn dũng sĩ mới sinh ra cũng đều từ level 4 trở lên. Cấp độ của Atari còn cách cấp 3 cũng chỉ một bước nữa. Xét về thực lực tổng hợp thì dũng sĩ Sparta và nữ chiến sĩ Amazon đã không phân cao thấp. Trải qua bạo binh ngày hôm qua, đơn vị anh hùng trong dũng sĩ Sparta đã nhiều đến 96 người, thậm chí sức chiến đấu cao cấp càng hơn một bậc. Có điều, nữ chiến sĩ Amazon có thể tăng lên tiềm năng trong chiến đấu, nên có lẽ không lâu nữa sẽ có thể đuổi kịp. Đám bán nhân mã, độc nhãn cự nhân trong lần sát hạch trước đó, đến cùng đã trốn đến nơi nào rồi? Nếu như dựa theo khoảng cách và độ khó sát hạch thì hai chủng tộc này đáng lẽ phải ở cách thành hoàng vũ không xa mới đúng. Còn có những thú nhân kia chờ chúng nó di chuyển trở về, không biết phải chờ đến lúc nào. Sau khi tiêu diệt dị tộc nhận được thu hoạch khổng lồ, làm Hoàng Vũ đưa ánh mắt về hướng các dị tộc khác. Giết chết dị tộc, bất kể là điểm kinh nghiệm hay là hồn tinh đều gấp mấy lần so với giết quái thú hoang dã cung cấp. Còn có. Lan Nguyệt. Nhìn vòng tử nguyệt ngoài cửa sổ, chẳng biết vì sao, cái tên lãnh chúa vong linh Lan Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn làm tâm thần vốn đang bình tĩnh của hắn sinh ra một tia sóng lớn. Thì ra cô ấy là một nhân loại. Toàn bộ lãnh dân trong thành Hoàng Vũ. Toàn bộ dũng sĩ Sparta và các nữ chiến sĩ Amazon. Chư vị, chiến tranh mà mọi người khát vọng đã đến từ lâu. Bây giờ, hãy cho ta xem thử ý chí chiến đấu của các ngươi đi. Bao phủ trong ảo thuật trên bầu trời thành Hoàng Vũ, thân hình Hoàng Vũ được tôn lên vừa cao lớn vừa uy nghiêm vào lúc hắn lên tiếng, phía trên bầu trời thành hoàng vũ đồng thời khuấy động lên từng gợn sóng, giống như bầu trời đang uống lượng quanh người hắn. ầm 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 Tiếng hô của hoàng vũ vẫn vang vọng khắp thành hoàng vũ, bên trong nội thành tiếp tục truyền tới những tiếng va chạm chỉnh tề như một lưỡi mát. Đó là âm thanh của hơn 3.000 món binh khí cùng đập mạnh xuống mặt đất. Thành hoàng vũ giống như một ngọn núi lửa sắp bạo phát, sắp phun ra dòng dung nham nóng rực và nguy hiểm. Sau đó, có vẻ như sấm rền cũng đáp lại, từ giữa thành truyền đến. Các dũng sĩ Sparta vâng theo mệnh lệnh của ngài. Các nữ chiến sĩ Amazon vâng theo mệnh lệnh của ngài. Vì vinh quang của lãnh chúa đại nhân. Vì hoàng vũ. Vì thắng lợi. Ý chí chiến đấu của các dũng sĩ vang dội, biểu lộ lòng trung thành lòng quả cảm đối với lãnh chúa kính yêu của bọn họ. Một tia thánh quang từ trên trời hạ xuống, nổ tung ở trước pho tượng lãnh chúa, ánh sáng kia bao trùm hết thân thể vĩ đại nâng hoàng vũ lên giống như vô thượng đế quân uy nghiêm thần thánh hoàng vũ nắm tay đặt trên ngực thỏa mãn nhìn xuống hàng dũng sĩ xếp thành ngọn núi phía dưới thông báo mệnh lệnh cuối cùng theo ta xuất chinh nghiền nát chúng nó rầm ba ngàn dũng sĩ cùng nhau ôm ngực đáp lại hoàng vũ nghiền nát chúng nó bóc chết bọn họ chúng nó nhóm lãnh tụ màn lớn bao phủ ở trên bầu trời thành hoàng vũ dần dần tiêu tan. Nhưng tiếng hô vì thắng lợi, vì hoàng vũ, nghiền nát chúng nó lại kéo dài không ngừng. Trong tiếng hô hào và ánh mắt vừa kính nể vừa nóng bỏng của các lãnh dân, hoàng vũ xuất lĩnh các dũng sĩ dưới trướng tiến ra cửa bắc ngoại thành hoàng vũ. Mục tiêu của bọn họ trong trận chiến lần này là chiếm giữ mặt phía bắc của lãnh địa Hoàng Vũ, bao gồm lãnh địa Bạch Long ở ngoài hơn 20 km và những khu vực lân cận bên trong khu vực rừng rậm. Hàng ngàn đại quân uống lượng lướt qua. Hoàng Vũ cưỡi một con ô lân báo đã được chuẩn bị từ trước. Hiện tại trong lãnh địa, con ô lân báo này không có nhiều, cấp độ đạt đến cấp 3, tiềm lực ở vật cưỡi cấp bậc kim cương. Hai người Brianna và Atery cũng cưỡi ô lân báo, hộ vệ bên cạnh hắn. An theo sát phía sau Hoàng Vũ, hai cái tấm ma chi tác kia cũng được cất giữ trên người hắn mặc dù đại pháp sư siêu phàm duan không quá am hiểu về chiến đấu nhưng lực lượng tinh thần của hắn lại nắm giữ năng lực điều khiển trang bị nhập vi ma pháp mạnh nhất cẩn trọng nhất trong lãnh địa hoàng vũ chuyện đó hoàng vũ cũng đã từng gặp qua trong kỳ sát hạch lúc trước chiến binh bóng tối spata ghanikut trết thì điều tra tình huống của bạch long hồ ở phía trước những nữ chiến sĩ amazon thân cửi ô lân báo khác thì lại đi phân tán ở đại quân xung quanh che lấp hành tung dự phòng tình huống ngoài ý muốn dưới sự dẫn dắt của Ela và Meranipo. Hoàng Vũ và Brianna, Ateri thảo luận về trận chiến sắp xảy ra. Cho đến khi thủy tinh truyền tấn trong tay hắn chấn động, Gani gửi đến một video. Bên cạnh Bạch Long cự ma, heo, cẩu đầu nhân, Goblin ra thì lại phát hiện được thêm một chủng tộc thân thuộc. Thông qua video, căn cứ vào thông báo nhắc nhở, Hoàng Vũ biết đó chỉ là một chủng tộc cấp thấp, thấp, chịu ít nhân. Đám chịu ếch nhân này có số lượng không nhiều, chỉ hơn 600 con. Nhìn dáng vẻ thì so với đám bạch long lúc trước, nhiều nhất cũng chỉ là một lãnh địa chủng tộc cấp 2. Chịu ếch nhân thích sinh sống ở môi trường đầm lầy, chúng nó là chủng tộc lưỡng thê, có thể công kích làm cho kẻ địch bị vi khuẩn lây nhiễm. Nhưng thực lực của cá thể thì cũng chẳng mạnh hơn cẩu đầu nhân và goblin chút nào. Chủng tộc cấp thấp có su phụ cường giả quen thuộc. Loại hình chủng tộc giống như goblin, cẩu đầu nhân, Chiều ít nhân thường thường sẽ chọn thế lực mạnh mẽ để phụ thuộc duy trì sự sinh tồn mà cự long lại là sinh vật chúng nó muốn nương nhờ vào nhất dù cho luôn bị cự long coi là lương thực dự trữ nhưng chúng nó vẫn cảm thấy có thể sinh hoạt ở lãnh địa cự long là một chuyện may mắn và an toàn trừ những chủng tộc thân thuộc ra ở lãnh địa của bạch long còn có không ít đơn vị kiến trúc đặc biệt cũng có không ít cự long đặc biệt hoạt động trên mặt hồ long nha binh và long trảo binh đây là binh chủng cấp bậc tinh xảo trong chủng tộc Cự Long, cũng là binh chủng chiếm số lượng nhiều nhất trên mặt hồ, có gần 1.000 con. Loại binh chủng này do xương chấp phá tạo thành, ngoại hình giống hệt như được lấy từ huyết nhục của loài thằng làng. Có điều, Long Nha Binh và Long Trảo Binh đều là kết quả ma pháp cấp thấp của Cự Long nhất tộc, là hai loại đồ vật hoàn toàn không giống với vong linh. Chúng nó không cần ăn uống, không có cảm xúc, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của người tạo ra, nắm giữ tốc độ nhanh nhẹn và lực công kích khá ổn. Trên mặt hồ còn có một vài chiến sĩ long huyết. Chúng nó vây quanh một kiến trúc huyết trì nhợt nhạt, thỉnh thoảng từ bên trong kéo ra những người bạn vừa mới chuyển hóa thành công. Chiến sĩ long huyết là binh chủng cấp bậc hy hữu, là sinh vật được chuyển hóa thông qua kiến trúc đặc biệt của cự long nhất tộc. Lúc này, trên hồ Bạch Long có gần trăm con, nhìn ngoại hình thì trước khi chuyển hóa đều là cự ma chủng tộc cự ma trung cấp chuyển hóa thành chiến sĩ long huyết, thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang với binh chủng hoàng mỹ của chủng tộc phổ thông, có thể xem như là một nguồn sức mạnh không yếu. Ngoài ra, trên mặt hồ Bạch Long còn có 5 con bán long nhân đang bay. Lưng bọn chúng mọc ra hai cánh, cả người mọc đầy vẫy, thân cao gần 3 mét, có một cái đuôi dài nhỏ mạnh mẽ. Miệng và mũi mơ hồ phun ra sương lạnh, nhìn qua sức chiến đấu không hề bình thường. Những bán long nhân này là binh chủng cự long nhất tộc cấp bậc Trác Việt, số lượng chỉ có 5 con. Hoàng Vũ không tìm thấy kiến trúc sinh ra bán long nhân, hẳn là do Bạch Long trực tiếp mua. Tuy chỉ là cấp bậc Trác Việt, nhưng thực lực của những bán long nhân này lại không hề kém cạnh so với binh chủng nhân loại cấp bậc Hoàng Mỹ. Dựa vào năng lực phi hành càng khiến chúng đó khó đối phó hơn, binh chủng siêu phàm cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, vận khí của con Bạch Long kia có vẻ như rất tốt còn có một con bán long nhân sở hữu hình thể vô cùng to lớn chắc là đơn vị anh hùng hình thể bạch long lại tiếp tục lớn hơn một vòng nữa lúc này từ mặt băng phía trên duỗi ra nửa người dĩ nhiên vẫn chưa tiến vào trạng thái ngủ say nằm nhoài như vậy không biết là đang suy nghĩ cái gì rốt cục sau khi đến gần hồ bạch long hoàng vũ đóng video gani cúc gửi đến lại lấy sáng tạo chi thư ra các nữ chiến sĩ amazon đã tập kết xong xuôi cầm phi tác trong tay, lúc này đang yên lặng chờ đợi mệnh lệnh từ Hoàng Vũ. Hoàng Vũ lật đến trang thứ 4 trong sáng tạo chi thư, phóng thích kỹ năng cấp bậc hoàng mỹ, quan hoàng yên tĩnh. Một phần sáng màu xám vừa vặn bao trùm 300 nữ chiến sĩ Amazon. Sau khi lấp lóe một lúc thì chậm rãi biến mất. Đi thôi, các dũng sĩ ở đại quân vây quanh kẻ địch, khởi xướng tổng tấn công trước, giết chết toàn bộ những người của phe địch nhìn thấy. Các nữ chiến sĩ Amazon đặt tay lên ngực, động tác của hơn 300 người chỉnh tề như một, nhưng không hề tạo ra một chút tiếng động nào. Sau đó các cô phóng ra dụng cụ cố định phi tác, phân tán ngay ngắn có thứ tự đến trong rừng rậm gần hồ Bạch Long. Âm thanh do phi tác phóng ra, âm thanh từ dụng cụ cố định cắm vào thân cây, âm thanh lay động của áo giáp và binh khí, cùng với các loại tiếng ma sát hoa cỏ cây cối đều bị tiêu trừ toàn bộ. Vô thanh vô tức, áp sát về phía hồ Bạch Long. Mà kẻ thù của bọn họ, Bạch Long cùng với đồng bọn của chúng thì từ đầu đến cuối đều không hề phát hiện ra. Bạch Long Ostra nằm sấp ở trên mặt băng, có chút tâm thần bất định. Thường ngày vào lúc này, nó đã ăn uống no say, nằm trên giường trong lòng yêu hàng tủy, dùng từng khoảnh khắc quý giá để đi ngủ. Nhưng hiện tại, nó không hề buồn ngủ. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có một phần là do chịu ít nhân. Bữa sáng của mấy con chịu ít nhân kia quá khó ăn, khiến nó lúc này còn có chút dị ứng long thần nổi lên tại sao lại có loại sinh vật buồn nôn như thế những tên kia đã yên vị trong vùng nước bùn đầm lầy cũng chỉ có những con hắc long bẩn thỉu thối hoác này mới tốt hơn một chút bạch long nhìn về phía bộ lạc chịu ít nhân mới vừa di chuyển đến đây vào lúc sáng sớm do dự có nên trút giận lên những tên kia hay không goblin gầy yếu và cẩu đầu nhân ăn vào tốt xấu vẫn có chút dai nhưng những con trảo oa nhân bụng lớn này nhìn qua béo tốt nhiều nước, thật ra lại toàn là một bụng nước thối. Sau khi ăn chúng vào, trong miệng đều là mùi vị khác thường. Có điều chịu ít nhân đâu. Bạch Long Ostra bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía bộ lạc chịu ít nhân. Vào lúc sáng sớm, những tên kia đã phải chịu đựng cơn tức giận của mình, mấy chục con bị cơn giận của mình giết chết. Vì vậy nên vào lúc thu xếp bộ lạc, chúng đã tận lực lựa chọn những nơi cách xa hồ nước. Cho dù là như vậy, âm thanh ồn ả qua 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 của chúng nó vẫn có thể xuyên qua rừng rậm truyền tới tai của nó. Nhưng hiện tại, phương hướng vị trí bộ lạc chịu ít nhân kia lại yên tĩnh quỷ dị. Bạch Long rốt cục cũng cảm nhận được điều không đúng. Nó nhìn về phía bộ lạc cự ma và bộ lạc heo, hai bộ lạc này không có bất kỳ điều dị thường nào cả. Nhóm cự ma được chiến sĩ Long Huyết Vinh dự chọn chuyển hóa thành người. Còn bộ lạc heo thì lại đang chọn cơm trưa cho nó nhìn qua trông có vẻ rất ngay ngắn trật tự. Nhưng vị trí hơi xa hơn một chút như bộ lạc Goblin và bộ lạc cẩu đầu nhân thì lúc này cũng có vẻ hơi yên tĩnh. Chỉ có mấy đơn vị binh chủng là trông giống như đang dò xét rừng rậm. Trong lòng Bạch Long Ostra dần dần dâng lên một tia bất an, giống như có chút gì đó rất khủng bố đang núp trong bóng tối nhòm ngó bản thân hắn. Nực cười, chẳng lẽ còn có người dám tới tập kích lãnh địa của ta sao? Bạch Long phì cười một tiếng, cảm thấy chắc là bởi vì sau khi nhìn thấy những tinh linh kia, hắn đã sớm tiến vào thời kỳ động dục. Hơn nữa, những tinh linh giống kia quả thật rất khác biệt. Thiết nghĩ nên sớm trở thành thành niên một chút, như vậy thì có thể tùy ý biến hóa kích cỡ. Ôi! Đột nhiên, tiếng kèn lệnh tan thương trầm trọng cắt ngang dự định bạo dâm của Bạch Long. Nghe thấy tiếng kèn lệnh trầm thấp dày nặng kia, Bạch Long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Có kẻ địch sao? Tránh ra để ta xem thử xem là đồ ngu xuẩn nào. Dám đến mạo phạm uy nghiêm của ta. Bạch Long Ostra kéo đuôi rồng từ trong kẻ băng nước bò ra, mở rộng hai cánh, nhưng nó không cất cánh ngay. Bởi vì nó nghe được tiếng kèn lệnh truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng. Sau đó, goblin và cẩu đầu nhân kêu gào thảm thiết chạy ra khỏi rừng rậm. Có kẻ địch xâm lớn Ostra đại nhân, xin cứu mạng. Có rất nhiều nhân loại, Ostra đại nhân cực kỳ nhiều nhân loại. Nhưng những goblin và cẩu đầu nhân này còn chưa chạy được bao xa thì đã bị mũi tên từ trong rừng rậm bay ra, đóng đinh ở trên mặt đất. Sau đó, chiến sĩ nhân loại với võ trang đầy đủ từ trong rừng rậm kéo ra. Nhanh chóng tàn sát hết đám goblin và cẩu đầu nhân. Thuộc hạ của Bạch Long chỉ còn lại bộ lạc cự ma và bộ lạc heo, trong lòng bọn hắn cũng hốt hoảng, miễn cưỡng cố gắng chống lại nhưng vẫn tiếp tục bị nhân loại nhân số ít hơn với chúng nó đánh lui. Nhưng nhìn có vẻ như cũng không thể kiên trì được bao lâu. Gào. Ostra gầm lên đầy giận dữ. Võ sĩ Long Nha Binh, Long Trảo Binh trên mặt hồ Long Huyết, cùng với bán Long Nhân trên trời nhanh chóng bị đám nhân loại vây giết. Còn nó thì khởi động hai cánh, chuẩn bị giáo huấn cho những tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng, có can đảm khiêu chiến uy nghiêm của nó một bài học đau đớn thê thảm. Vèo nhưng thân thể Ostra còn chưa kịp bay lên đã bị hai chiếc cấm ma chi tác nhanh chóng bay đến đè xuống. Hiện tại, Ostra đã sắp đến ngưỡng đột phá, tiến vào cấp 5. Nhưng đối mặt với đại pháp sư điều khiển cấm ma chi tác siêu phàm này thì nó vẫn không đủ năng lực để né tránh, hai cánh và phần cổ lập tức bị cấm ma chi tác cuốn lấy. Cảm nhận được long tức trong cổ họng đang bị áp chế, trong mắt Ostra bị lửa giận lấp kín, dùng sức vỗ cánh, khống chế thân thể bay lên tầng trời thấp nó đã là con rồng thành niên, học được năng lực có thể tức cánh mà không cần dựa vào ma lực. Nhìn tên nhân loại đang ôm một quyển sách ma pháp, chậm rãi phù phép trên không trung, ánh mắt Bạch Long Ostra vẫn hận, nó cố gắng vỗ cánh, muốn xông qua nuốt chững tên đó. Hoàng Vũ nâng tay lên, mở sáng tạo chi thư ra, nhìn Bạch Long ở phía xa đang bay tới, cùng với dũng sĩ Sata và nữ chiến sĩ Amazon đang khởi động thiên phú của bản thân, từng bước đánh tan cấp dưới của Bạch Long chúa tể nguyên tố tướng vị nguyên tố. Năng lượng thần bí chập chờn truyền khắp toàn bộ chiến trường, Bạch Long và thuộc hạ của nó đều bị nguyên tố kháng tính suy yếu. Đặc biệt là pháp thuật kháng tính của Ostra cực cao. Ánh mắt nó kiên kỵ nhìn Hoàng Vũ, thân là một con Bạch Long, nhưng bây giờ nó lại mơ hồ cảm thấy có chút lạnh. Nhìn thấy Bạch Long vẫn còn có thể phi hành trên bầu trời, Hoàng Vũ lật sáng tạo chi thư đến trang thứ ba, phóng ra kỹ năng cấp bậc trác việc công xiền trọng lực vào lúc bạch long ostra đang phi hành hắn cảm giác cả người như được bao bọc bởi một tầng vật nặng ngay cả việc vỗ hai cái cánh to lớn của mình cũng vô cùng khó khăn không thể không rơi xuống trên mặt băng vèo ánh sáng màu xanh nhanh chóng vút qua bạch long ostra mới vừa ngẩng đầu lên đã bị phi mô thanh lân bằng hợp kim lao tới đâm trúng hai gò má đây mới chỉ là cái đầu tiên mà thôi trầm vụ nổ dữ dội làm cho khuôn mặt bạch long da tróc thịt bông nhưng như thế này chỉ mới là bắt đầu đoạn mâu và mũi tên phủ kín bầu trời gần như bao phủ hoàn toàn hồ bạch long gào bạch long bị đau rít gào chuyển động thân thể chân sau cường tráng đạp lên mặt băng tạo thành những vết nứt hai chiếc cánh rộng lớn vùng vẫy mãnh liệt đập bay một lượng mưa tên và đoạn mâu dày đặc nhưng vẫn có những đoạn mâu mũi tên vừa nhanh vừa mạnh rơi xuống người nó nổ ra từng đóa huyết nhục Cấm ma chi tác và trọng lực công xiền đặt ở trên người khiến cho Bạch Long cực kỳ uất ức. Nó giống như phát điên cố gắng lao về phía Hoàng Vũ. Trong lúc đó, có một anh hùng nhân loại không cẩn thận bị đánh bay, thiết giáp ở ngực xuất hiện một cái lỗ sâu. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bạch Long vẫn còn vị thành niên, pháp thuật Long ngữ học được có hạn, không cách nào tránh thoát cấm ma chi tác sau khi mất đi năng lực phi hành và long tức thì bạch long chỉ có thể coi là quái thú hoang dã khá là hung hãn mà thôi trải qua chúa tể nguyên tố tướng vị nguyên tố suy yếu của hoàng vũ lúc này nói không chừng còn không địch nổi một con long thú mạnh mẽ tốc chiến tốc thắng đi hoàng vũ nhìn bạch long đang phát điên khép sáng tạo chi thư lại bên cạnh ngưng tụ thành bốn vòng xoáy nguyên tố màu đỏ tượng trưng cho nguyên tố hỏa màu vàng của nguyên tố thổ màu xanh thuộc nguyên tố phong và màu xanh lam biểu thị cho nguyên tố thủy. Có điều, ngay lúc hắn chuẩn bị dùng pháp thuật dạng mô phỏng oanh tạc chiến trường thì một đơn vị anh hùng bán long nhân lại đột nhiên bạo phát, liên tục dẫm đạp mấy dũng sĩ để bay rơi xuống đất, nhanh chóng xông về phía hắn. Sau khi bay đến vị trí cách hoàng vũ 10 mét, nó mở miệng rộng ra, trong miệng ngưng tụ lại một luồng khí tức sương lạnh bản thu nhỏ. Quy lực long tức lớn như vậy sao? Khiến cho bản lĩnh sở trường của cự long, Mặc dù sau khi bị tướng vị nguyên tố suy yếu, long tức của Bán Long Nhân vẫn có uy lực lớn nhất định. Thế nhưng ở trước mặt Hoàng Vũ, loại pháp thuật nguyên tố có năng lực thương tổn, đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Gào. Dòng nước giống như hơi thở sương lạnh từ trong miệng Bán Long Nhân phun ra ngoài. Nhưng ngay khi sương mù màu lam xám sương chạm vào Hoàng Vũ thì thân thể hắn đã hóa thành một cơn gió nguyên tố phong hơi thở sương lạnh không hề cách trở xuyên qua thân thể hoàng vũ sau khi ngưng tụ lượng nước trong không khí thành băng sa thì chầm chậm tiêu tan hoàng vũ hờ hững giơ tay trái lên nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của bán long nhân phóng ra pháp thuật năng lượng hư không cốt nhục khô héo khí màu xám từ lòng bàn tay hoàng vũ bắn ra bay về phía bán long nhân nhưng tên bán long nhân đứng hàng đơn vị anh hùng này lại không né không tránh dù cho bị pháp thuật đánh trúng thì nó cũng vỗ hai cánh bay về phía Hoàng Vũ. Nó muốn dùng vuốt sắc của mình xé lồng ngực Hoàng Vũ, lấy trái tim đang đập ở bên trong ra. Nhưng mà... Bán Long Nhân bay được một nửa thì đột nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, mỗi vị trí trên người đều đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của nó. Bên trong lỗ mũi của nó tỏa khắp mùi hôi thối, vẫy trên cánh tay xuất hiện một đống xám quỷ dị nhưng còn chưa chờ nó ngẫm nghĩ thì đống xám này lại giống như mực nước khuếch tán trong nước vậy, trong chớp mắt đã lan khắp lớp vẫy trên thân thể nó. Sau đó, vẫy màu xám nước ra, bốc ra, lộ ra huyết nhục mục nát cho bại phía dưới. Dọc theo thân thể hắn, những huyết nhục kia tiếp tục từ trên cánh tay bốc ra từng mảng, lộ ra xương cốt scabber rỉ sét. Đây là lần đầu tiên Hoàng Vũ sử dụng loại pháp thuật cốt nhục khô héo cấp bậc hoàng mỹ này, hiện tại cũng bị hiệu quả của pháp thuật này làm cho chấn động một bán long nhân thuộc đơn vị anh hùng sở hữu tinh lực dồi dào mà chưa tới một giây sau vẫy khắp toàn thân đều đã bị biến thành huyết nhục khô héo một nát hết nhưng nó vẫn còn sống sót sống sót để chứng kiến thời khắc sức sống của chính nó từ từ biến mất huyết nhục nội tạng vẫy trên thân thể từng miếng từng miếng rơi xuống dù cho ý chí có kiên định đến đâu thì lúc này tinh thần của bán long nhân cũng đã tan vỡ tổ hợp mô phỏng hình dạng hỏa diễm phun trào Hoàng Vũ có chút không nhìn nổi, thôi thúc vòng xoáy nguyên tố hỏa bên cạnh, phun ra một ngọn hỏa diễm. Đốt cháy cốt nhục bán long nhân khô héo kia thành tro bụi. Lãnh chúa đã giết chết đơn vị anh hùng bán long nhân, nhận được 23.500 điểm kinh nghiệm, 2.400 hồn tinh. Cướp đoạt năng lực gian của bán long nhân, cánh cự long. Thông báo nhắc nhở mới vừa hiển thị, Hoàng Vũ đã cảm thấy sau lưng ngứa ngáy một hồi. Hai cái mụn xuất hiện ở phụ cận xương bả vai của hắn, sau đó cấp tốc phá tan lớp da, hiện ra một đôi cánh cự long màu trắng dài khoảng 5 mét. Hỗn hển. Hỗn hển. Hoàng Vũ khống chế cánh cự long sau lưng mình, bay về phía bầu trời. Đồng thời lợi dụng nguyên tố phong, không giống với dùng năng lượng hư không phi hành. Dưới sự gia trì của cánh cự long, lúc hắn phi hành có phần linh hoạt hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Nhìn chiến trường phía dưới, cùng với con bạch long da tróc thịt bông kia, thân hình Hoàng Vũ chuyển động đáp xuống. Bốn vòng xoáy nguyên tố theo sát quanh người Hoàng Vũ giống như bốn cái kho vũ khí, nghiêng vùng hỏa cầu, phong nhận, đất chù y, mũi tên nước hướng ra phía ngoài. Khi Hoàng Vũ bay trên trên vùng trời của Bạch Long, những khu vực hắn bay qua đều đã biến thành một vùng đất chết. Những cự ma, heo, long nha binh, long trảo binh, long huyết chiến sĩ bên ven đường căn bản đã bị tướng vị nguyên tố cắt giảm pháp thuật nguyên tố kháng tính. Dưới sự ban tạc của pháp thuật nguyên tố, đã chết gần hết. Lãnh chúa đã giết chết cự ma, thu được 870 điểm kinh nghiệm, 90 hồn tinh. Cướp đoạt năng lực gen của cự ma, kháng độc tố của cự ma. Lãnh chúa đã giết chết Long Nha Binh, nhận được 420 điểm kinh nghiệm, 45. Hồn tinh. Cướp đoạt năng lực gen của Long Nha Binh, tốc độ của Long Nha Binh. Lãnh chúa đã giết chết chiến sĩ Long Huyết, nhận được 3.250 điểm kinh nghiệm, 331 hồn tinh cướp đoạt năng lực gen của chiến sĩ Long Huyết, khả năng khôi phục của chiến sĩ Long Huyết. Hoàng Vũ bỏ qua thông báo nhắc nhở, trực tiếp vận dụng cướp đoạt hư không kẻ cướp đoạt thể chất, ngoại trừ cánh cự long trên người, những năng lực đặc thù khác đều bị ẩn giấu. Gào Nhìn thấy Hoàng Vũ đang sử dụng cánh cự long tự do bay lượn giữa bầu trời, trái tim bạch long như muốn nổ tung. Bản thân hắn chính là cự long chân chính, nhưng chỉ có thể chật vật bò trên mặt đất, chịu đựng những công kích của chủng tộc đê tiện này tên nhân loại kia lại lợi dụng cảnh cự long cố ý bay quanh trên đỉnh đầu của nó vốn dĩ chúa tể bầu trời rõ ràng phải là nó mới đúng dưới cơn thịnh nộ cả người bạch long Ostra huyết quang bắn ra như suối dùng sức vung hai cánh tàn tạ lên hiển nhiên thoát khỏi trọng lực công xiềng nhìn thấy máu tươi giàn giụa sức sống bạch long thì vẫn dồi dào như cũ hoàng vũ đột nhiên lên tiếng ra lệnh brianna ateri các ngươi dẫn người đi càng quét các dị tộc khác nó này giao cho ta. Ateri và Brianna hơi có chút do dự, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Tuân theo mệnh lệnh của ngài. Sau đó các anh hùng, các dũng sĩ đang vây công Bạch Long bắt đầu thanh lý tán loạn những tên thuộc hạ của Bạch Long. Còn Hoàng Vũ thì tiếp tục hoạt động hai cái cánh, nhìn Bạch Long phía dưới đang không ngừng nhào nhảy cắn xé về phía mình, phát động chúa tể thiên phú nguyên tố, hấp dẫn năng lượng nguyên tố xung quanh hội tụ về phía hắn. Trong nháy mắt, nguyên tố trong khu vực giống như thủy triều mãnh liệt hội tụ về phía hắn cuối cùng thậm chí còn sản sinh ra dòng lũ bốn loại nguyên tố màu sắc khác nhau hội tụ vào trong vòng xoáy nguyên tố phía sau người hoàng vũ bốn vòng xoáy nguyên tố càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng chói mắt giống như bốn mặt trời nhỏ vậy mà bạch long đang điên cuồng dưới uy thế của nguyên tố này cũng chậm rãi tỉnh táo lại nó bắt đầu sợ hãi thậm chí trong lúc nhất thời còn không biết bản thân nên bỏ chạy hay là tiếp tục chiến đấu có điều sau một lúc, Hoàng Vũ đã lựa chọn giúp nó. Hắn muốn khiến con bạch long này vĩnh viễn chôn thay dưới vùng hồ nhỏ bé này. Vòng xoáy nguyên tố hỏa và vòng xoáy nguyên tố thổ bắt đầu dung hợp, lắp bắp chảy ra chất lỏng sền sệt nóng bỏng màu đỏ. Gào, đợi một chút. Bạch long Ostra bị dung nham thiêu đốt, nỗi sợ hãi cái chết trong lòng khiến nó bắt đầu sinh tha. Nhân loại mạnh mẽ, ta đồng ý dân hiến vẫy tổ long, giúp ngài thôn vệ ta có thể trở thành sủng vật của ngài vật cưỡi thôi cũng được chúng ta có thể ký kết khế ước nô lệ từ nay về sau ta sẽ chiến đấu vì ngài gia trì trên người của hoàng vũ có pháp thuật thông hiểu ngôn ngữ nên đương nhiên có thể nghe hiểu nội dung bạch long đang nói nếu như giết chết bạch long thì sẽ có thể cướp đoạt năng lực gian thiên phú chủng tộc ba trong một nếu giữ lại bạch long thì năng lực lãnh địa sẽ được tăng cường một ít sức chiến đấu bù vào phương diện không chiến đang còn thiếu có vẻ như nếu giữ lại cự long thì sẽ thu được lợi ích cao hơn một chút thế nhưng nhìn bạch long phía dưới hoàng vũ lạnh lùng nói ngươi quá yếu quá yếu hoàng vũ vừa dứt lời bạch long đột nhiên hồi tưởng lại một vài ký ức không tốt chữ yếu này từ long giới đến đại lục hỗn độn tại sao đều không thay đổi tí nào bạch long ngẩng đầu lên trời ánh mắt tĩnh mịch mở miệng nói rằng nhân loại ta chính là Ostra Brettia Năng lượng mãnh liệt đột nhiên tuôn ra từ trên người Bạch Long, hướng về phía hai tấm ma chi tác bị đứt đoạn mất. Sau đó Bạch Long Ostra thốt lên tên thật của mình, một hơi thở ẩn chứa sương lạnh bắn về phía Hoàng Vũ. Bạch Long hội tụ toàn bộ lực lượng đánh ra một đòn cuối cùng cực kỳ uy mãnh, nhưng muốn gây sát thương cho Hoàng Vũ thì vẫn còn kém một chút. Thiên phú cấp bậc thần thoại chúa tể nguyên tố có khả năng miễn dịch công kích loại nguyên tố cũng không phải là nói chơi. Thứ duy nhất Hoàng Vũ kiên kỵ là Bạch Long Ostra cuối cùng cũng đã đọc ra tên thật của mình. Khi đó, hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể của Bạch Long bắn ra ngoài. Làm cho lòng hắn có một loại cảm giác lo lắng không tên, giống như là bị rơi xuống vực sâu vậy. Tuy không cảm nhận được bất cứ thương tổn nào, nhưng trong lòng Hoàng Vũ hiểu rõ, Bạch Long tuyệt không phải chỉ nói cho có. Nói không chừng sau này sẽ mang đến cho hắn một vài phiền toái. Đối mặt với đòn cuối cùng của Bạch Long, Hoàng Vũ mở sáng tạo chi thư ra, phóng thích pháp thuật đã nằm trong đó lâu nhất cánh cửa dung nham. Một cánh cửa lồi lõm giống như miệng núi lửa rộng mấy mét, đứng chổng ngược dưới người Hoàng Vũ. Cánh cửa dung nham là pháp thuật sở hữu thuộc tính không gian, nó kết nối với vị diện dung nham, có thể biến hóa khôn lường. Dùng để phòng ngự thì nó sẽ đưa đòn công kích của kẻ địch vào bên trong dung nham. Nếu dùng để công kích thì nó sẽ trút xuống dòng dung nham nóng bỏng quy lực của chiêu hơi thở sương lạnh cuối cùng của Bạch Long vô cùng lớn. Cánh cửa dung nham cấp bậc hoàng mỹ cũng bắn ra một lượng lớn dung nham, nhưng còn chưa tiếp xúc đến gần Bạch Long thì những dung nham này đã bị đông thành khối băng, rơi vào trong hồ hơn một nửa rồi hòa tan. Có điều, trải qua một chiêu này, hơi thở sương lạnh cũng đã bắt đầu suy yếu. Đồng thời ngay lúc cánh cửa dung nham biến mất, Hoàng Vũ khởi động vòng xoáy nguyên tố hỏa, tạo thành vòng xoáy dung nham một dòng thác dung nham hùng hậu hơn gấp đôi lại lần bắn về phía hơi thở sương lạnh dung nham từ trên bầu trời trút xuống trút thẳng về hướng bạch long ostra một chút hơi thở sương lạnh còn sót lại cũng chỉ có thể dằn co đôi chút sau đó bị từng dòng dung nham áp chế cuối cùng hơi thở sương lạnh tiêu tan trong nháy mắt thác nước dung nham đột nhiên hạ xuống dung nham nóng bỏng rót vào trong miệng đốt cháy ít hầu của bạch long ostra bạch long ostra trừng mắt như muốn nứt ra nhưng nó không thể phát ra âm thanh nào vì bụng và cổ họng của nó đã bị dung nham xuyên qua, hai cánh vốn dĩ có màu bạc ống ánh cũng đã bị dung nham đốt chỉ còn lại khung xương. Càng lúc càng có nhiều dung nham trút xuống trên người nó, người gần đó mơ hồ có thể ngửi thấy được một mùi thịt cháy khét bốc lên. Nhưng Bạch Long Ostra vẫn không hề giải dụa, hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm hoàng vũ, mãi cho đến khi một tia tỉnh táo cuối cùng trong ánh mắt nó biến mất. Lãnh chúa đã đánh giết dị chủng tộc, lãnh chúa Bạch Long lãnh chúa nhận được 825.000 điểm kinh nghiệm, 625.000 hồn tinh. Cướp đoạt năng lực chủng tộc của lãnh chúa Bạch Long, thân thể cự long, trắng. Ánh sáng màu vàng lướt qua. Cấp độ của Hoàng Vũ tăng lên đến level 29, thậm chí điểm kinh nghiệm còn vọt đến hơn phân nửa của cấp 4, chỉ còn lại khoảng 2 phần 5 so với trước đó. Hơn nữa, một lãnh chúa cấp 4, lại còn là sinh vật cự long cấp bậc siêu phàm đã cống hiến cho hắn hơn 620.000 hồn tinh, gấp mười mấy lần so với lúc đánh giết hùng nhân tộc và lãnh chúa thực nhân ma. Có điều, Hoàng Vũ còn chưa kịp sắp xếp lại thu hoạch của mình sau khi đánh giết lãnh chúa Bạch Long thì hình thái của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dưới nét mặt kinh ngạc của các dũng sĩ phía dưới, cơ thể Hoàng Vũ đột nhiên lớn lên, hóa thành một cự long với thân thể tao nhã và bề ngoài dữ tợn. Tuy ngoại hình khá giống Bạch Long vừa mới chết đi, nhưng Hoàng Vũ biến thành cự long vẫn có khác biệt rất lớn. Hai cánh của hắn to lớn hơn, gai xương trên cánh cũng dài và sắc bén hơn. Ngoài ra, mặc dù vẫy của hắn là màu trắng tinh, nhưng vẫn mơ hồ tỏa ra ánh sáng bốn màu. Chỉ có điều, có thể là cấp độ của hắn vẫn thấp hơn bạch long một bậc nên hình thể của Hoàng Vũ sau khi hóa long nhìn có vẻ nhỏ hơn một chút. Hoàng Vũ bay lượn vài vòng trên bầu trời, mở miệng rộng ra, thử sử dụng năng lực hơi thở của cự long thì phát hiện hơi thở sương lạnh đã bị thiên phú của chúa tể nguyên tố bao trùng thay vào đó là hỏa diễm dòng nước dung nham hàng băng bão cát sấm sét bay lượn trên bầu trời được một lúc hoàng vũ lợi dụng kẻ cướp đoạt thể chất biến trở về hình người chỉ để lại bộ phận vẫy rồng che đậy vị trí then chốt của bản thân biến hình cự long không thể mặc quần áo lên người được hơn nữa trong một chớp mắt vừa rồi kia vì thân thể quá lớn nên áo giáp u ma trên người hoàng vũ cũng đã báo hỏng Vốn cho là chỉ có thể cướp đoạt một năng lực gen hoặc là năng lực thiên phú nào đó của Bạch Long. Không ngờ lại trực tiếp cướp đoạt thân thể cự Long. Cho dù dùng kẻ cướp đoạt thể chất ẩn giấu đi đặc điểm của cự Long thì thể chất của ta cũng không có quá nhiều chênh lệch so với cự Long. Hoàng Vũ được bao bọc bởi nguyên tố phong, đáp xuống trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ thuộc hạ Bạch Long đã bị các binh chủng của hắn tiêu diệt các dũng sĩ Sparta và nữ chiến sĩ Amazon đang miệt mài tìm kiếm chiến lợi phẩm. Brianna và Atari cũng đang đợi mệnh lệnh của hắn. Có điều, quần áo trên người hắn đã bị xé rách trong lúc biến thân. Lúc này, hắn đang dùng vẫy thay cho bộ áo giáp để che kín trên người. Mặc dù dưới sự điều chỉnh của kẻ cướp đoạt thể chất thì lớp vẫy của hắn được hình thành giống như một bộ áo giáp. Nhưng về mặt nghĩa lý thì cũng không thể coi là một bộ quần áo được. Bị nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất thời cũng hơi không thoải mái. Ngay lúc ở trên bầu trời còn cách mặt đất cỡ khoảng mười mấy mét, Nguyên Tố Phong đang nâng đỡ thân thể Hoàng Vũ bất ngờ tản ra, làm cho hắn trực tiếp rơi xuống mặt đất. Rầm. Giống như một tảng đá từ trời cao rơi xuống. Nơi Hoàng Vũ rơi xuống lập tức tạo thành một cái hố sâu, còn hắn thì lại lông tóc không hề tổn hại gì, thậm chí còn nảy lên vài cái. Tuy hình thể nhỏ đi nhưng sức mạnh, tốc độ, thể chất của hắn đều không bởi vì biến thành hình người mà giảm quá nhiều sinh mệnh cũng tăng lên không ít lấy trạng thái hiện tại cho dù hắn không thăng cấp thì vẫn có thể sống hơn trăm nghìn năm loại thân thể cường tráng này chắc chắn được coi là sinh vật mạnh nhất trong số các sinh vật cung cấp cảm nhận biến hóa lớn trong cơ thể tâm trạng của hoàng vũ cực kỳ tốt sau khi giết chết bạch long hắn lại trực tiếp biến thành cự long là bởi vì thiên phú cướp đoạt hư không phán định trạng thái cự long là trạng thái mạnh nhất hiện tại của hắn. Trước đó, hắn thôn vệ sài lan nhân, tộc Nevin, sơn quái, căn bản không thể so sánh được với thân thể cự long. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.